xong mình không phải là xấu, mà vì cái hình thức đó mình làm cho người ta tránh xa mình. Ta tưởng là mình ăn chơi. Bây giờ ví dụ như cái tay những đứa gì, tự nhiên những đứa xăm con thỏ, nó thật xăm thầy kỳ, con cọp con hổ gì không xăm, xăm con thỏ thầy tù nhạt lắm, xăm con cọp tôi đánh nó mồ luôn. Tôi xăm con thỏ, ý tôi nói là tôi thích xăm mình, nhưng mà tôi báo cho mấy anh biết là tôi nhát lắm á, xăm con thỏ chơi vậy đó, được không? Nên từ nơi đó mà xăm lên thì tự nhiên nhìn mình nó, người ta đánh giá mình chút thôi. Chứ xăm mình không phải là xấu, xăm mình vẫn làm người tốt được, và xăm mình vẫn đi tu được, và xăm mình vẫn là cầu giải thoát được, không có sao. Nhưng mà không nhất thiết phải xăm mình thì nó càng tốt hơn. Giống không? Giống như vô chùa mình tu có con bé, nó xăm hoa gì, nó xăm tùm lum tay chân đó, xong nó vô nó tục, mà thêm cái đầu nó có cái thẹo nữa. Mới nhìn tưởng non nhỏ này ngoài đời chắc là giang hồ chính nữ, ghê quá. Nhưng mà nói chuyện hiền khô à. Rồi xong rồi nó nghe như Đức giảng, nó nói công nhận thầy giảng đúng thiệt. Bây giờ con vô con tu, nhiều người cứ nhìn ngó con, nói con là chắc ăn chơi. Cái nó ăn chơi kệ mồ, như Đức cũng ăn chơi. Tu là tu à. Vậy con xin thầy là con vô đây ở, thầy có cho ở không? Cho chứ. Chùa là tổ ấm ta về mà. Tao mà không cho. Dù ngoài đời sao kệ, quý vị vô đây tu là qua đây quy tắc rồi tu thôi. Hiểu không? Là cứ vô tu nó có gì đâu. Đúng không? Từ nơi đó mà những đức nói rằng những cái điều mà các cháu nhỏ nhỏ nó ngồi nó nghe mình giảng nó hiểu thêm. Trai đồ cũng hiểu thêm. Nó, mình á, hiểu biết mình muốn sành điệu thì đó là cái hành động của mình thôi. Chứ nó không phải là tỏ một cái hình thức gì bên ngoài quá đáng đâu, không cần thiết. Các con chỉ cần có đạo đức, các con sống thật, sống đúng với lương tâm các con, rồi mình nói lời mình phải làm chân thật thì người ta kính mình, ta kính mình liền vậy thôi. Nó không cần cái thái độ bên ngoài hình thức dữ quá đâu các con à. Những đức thấy rõ ràng, như những đức cũng đơn giản, người ta thương những đức người ta vẫn thương, người ta kính người ta vẫn kính chứ có gì đâu. Đây là thấy rõ ràng. Con vợ đi ra ngoài mình gian díu, dù là giấu được chồng nhưng mình vẫn bị tội lỗi. Nên những đức từng nói câu nói em, có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ ăn hai tô mì. Nên mấy bà không có lấy trai bậy bạ, ăn mì tới mồ luôn đó. Không, nặng lắm, tôi nói vui với tôi chứ đọ nặng lắm, không phải là ăn mì đâu. Tôi nói vui thôi đó, không có chuyện đó đâu, nghe chưa? Nó nên từ nơi đó mà như Đức nói rằng là những dàn ca sĩ người ta đi đến đây, người ta nghe mình giảng, người ta ngồi suy nghĩ kỹ lên đi. Giữa vợ chồng nhau thì có sự bao dung nhau, tin tưởng nhau, sống nhau có con cái rồi. Nó, một vợ một chồng sống vẫn hạnh phúc chứ. Mình có con, mình nuôi con mình sống nghiêm túc đàng hoàng. Sau này mình có lớn tuổi đi chăng nữa, con cũng nhìn theo tấm gương đó. Đặc biệt trong gia đình có thờ ngôi Tam Bảo đàng hoàng. Rồi mình mỗi ngày đi hát, ở nhà mình niệm Phật được, nghe Pháp được, sống những ngày tháng an vui tự tại bình thường thôi. Trời ơi, gia đình của mình nè, có một căn phòng gọi là phòng gia đình, hoặc là phía sau nhà mình có một cái giường hoa, mình trang trí cho nó đẹp. Xong đi hát hay là đi làm việc gì lúc rảnh, về nhà cái là tự nhiên gia đình sum họp, vợ chồng ngồi con cái bên cạnh, ăn chay niệm Phật, sống đơn giản bình dị, nhưng mà vợ chồng được sống bên nhau, cái hạnh phúc này còn đặc biệt hơn mà tối ngày chúng ta xa nhau hoài. Nó thật luôn, 100% luôn. Những đứa quanh năm có đi đâu đâu mà sao lúc nào những đứa cũng vui. Cái chuyện xã hội sao, thứ gì những đứa cũng biết. Giống như cái câu của Gia Cát Lượng này nói, ở nhà tranh mà biết thiên hạ. Đúng không? Ở nhà tranh mà biết thiên hạ. Thí dụ như vì ở một nơi đó vì sẽ sáng. Giống như đi đứng ở một cái đỉnh cao nào, nhìn xuống thì xung quanh là tổng thể. Còn vì chạy theo xung quanh thì vì chỉ nhìn khía cạnh, đứng một chỗ nhìn được tổng thể. Đó. Nên Phật Pháp nó giúp cho mình bình định được cái tâm, gọi là sức định. Sức định mới nhìn thấu buông xuống.
Có người vui là từ nhìn thấu buông xuống mà được. Sống trong cuộc đời này không lẽ chúng ta đi ôm chấp khổ đau? Có cô đi cô lên đến cô gặp những đứa cô nói rằng: dạ thưa thầy, con là người khổ nhất trong cuộc đời này nè thầy. Những đức nói: tôi nói thiệt với cô, tôi cũng là người khổ nhất trong cuộc đời này nè. Vậy tôi với cô đều nói là khổ nhất, vậy ai khổ nhất đấy? Cô ơi, mọi người đến với cuộc đời này đều có cái khổ của cô à. Ai cũng có cái khổ khi còn mang thân này hết. Mình gặp Phật Pháp rồi, mình đừng có mang một cái tâm tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Cô bị chồng đánh, nhưng mà nhiều người trong cuộc đời này cũng bị chồng đánh. Ông bị vợ quýnh thì bao nhiêu người cũng bị vợ đánh. Hôm qua những đứa kể câu chuyện với bị nghe buổi giảng hôm qua bên chùa mới không? Đúng là cuộc đời của người bởi vậy nó duyên có khi. Có nghĩa là chỉ hồng xe tơ, nhân duyên không phù hợp. Ông chồng có 1.5 m, cứ bà vợ 1.7 m. Về trời ơi, từ khi mà cưới là ông đến gặp như đứa nói rằng là đánh con suốt. Đánh con suốt thôi. Vợ mà đánh con, đánh giả man lắm. Nó, nghĩa là giống như nói là chồng đánh ngược là vợ. Con 1.5 m, vợ con 1.7 m. Nói ông sao ông may mắn gì? Người ta bao nhiêu người ta muốn vợ cao ráo, còn ông lùng xỉn mà ông có được cao ráo thì thôi. Sống trong cuộc đời này cái gì nó cũng không có tròn vẹn, nhân vô thập toàn. Ông được cái này thì mắc cái kia. Người ta muốn cao ráo mà không có, còn ông có được cao ráo thì bây giờ ông bị đánh. Vậy thôi. Ông nên nhìn lại cái ưu điểm mà ông đang được đi. Ông đừng bao giờ lúc nào cũng nhìn cái khổ mà ông bị đánh. Thấy không? Những đức từng gặp một cái ông này, ông nói: tôi mà có vợ đẹp thà bị đánh tôi cũng chịu. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Có người nói liền thấy không? Đó. Nên từ nơi đó bây giờ thôi, vợ ông đánh ông chịu đi. Mà bây giờ vợ con đánh con giả mang lắm, nó đánh khác. Sao kỳ vậy? Đánh khác là đánh sao? Bắt con cúi xuống. Vợ bắt chồng cúi xuống. Rồi đánh xong bắt con ngồi xung quanh. Mà đánh mà nó dại nó ghê. Nó kêu nằm cúi xuống. Nói không lo làm ăn. Người ta thì nhanh lẹ, này thì chậm chạp. Biết lỗi làm gì chưa? Ông nói: dạ biết lỗi rồi mẹ. Thì cái đó giống hệt mẹ rồi còn gì. Phải không? Ở đầu nó giơ cây lên, nó quất vô mông một cái. Nó quýnh xong cây, nó nói: nè, quýnh cây này nhớ nghe, còn treo đây đó, mai mốt lì quýnh nữa. Ông nói: trời ơi, vợ nó đánh con, nó đánh giả mang thầy, nó đánh mà nó bắt cúi xuống đàng hoàng. Xong đánh xong rồi nó bắt đứng lên phanh tay. Rồi như Đức hỏi vậy, rồi nó đánh vậy rồi có khi nó có cho ông làm chuyện của đàn ông không? Tại vì nó đánh cái kiểu đó như mẹ rồi. Ông nói: dạ lâu lâu thì nó cũng bắt. Trời ơi, ông nói bị bắt đó nha. Kinh khủng thiệt. Vậy thấy không, trong cái cuộc đời này có những cái mình thấy người ta hạnh phúc lắm, có người vợ đẹp lắm, nhưng mà cái phía sau của nó cũng chưa biết rồi nghe. Phía sau cũng chưa biết sao đâu. Thấy không? Nhưng cái đặc biệt nhất của chúng ta đã ghép vào là vợ chồng rồi, dù có đẹp hay xấu gì, chúng ta phải có sự tôn trọng và lẫn nhau. Tôn trọng chứ đừng có hiếp đáp nha. Có khi cuộc đời của mình nghĩ rằng mình đẹp, mình bắt cằn, chưa chắc á. Mình mà hết phước rồi nó gặp cái tệ hơn đó. Nên Phật Pháp rất là hay vì nó giải tỏa tư tưởng cho mình, để con người mình biết an phận. An phận và biết quý cái mà mình đang được, quý cái mà mình đang có, hiểu không? Đó. Nên gây dựng một hạnh phúc, một gia đình là cần phải có nền giáo dục để vào, chắc chắn luôn. Nên rất là nhiều người ta nói rằng là bên cái ngành ca hát, vợ chồng nó không được hạnh phúc. Là vì sao? Vì cái ngành này nó phải ăn diện, nó phải giao lưu, rồi
Mình là ca sĩ mà mình phải giao lưu chứ. Khi hát một bài hát, dù là nhân vật đó là bạn đồng hát thôi, nhưng mà nó phải diễn làm sao để cho nó phù hợp với cái nhân vật đó. Mình làm chồng làm vợ mà mình không có mở cái tâm ra thì mình mang cái tâm bực bội, thì mình phiền não chứ làm sao. Rồi người ta đã phải đi hát chỗ này chỗ kia đi xa, mình chỉ cần mà mình quan tâm thôi, mình quan tâm người ta thôi, đi đến đâu đó gần tới chỗ mình điện thoại hỏi thăm liền. Tự nhiên có người mình chỉ cần khoan dung thôi thì không có người phụ nữ nào bỏ mình. Khoan dung thì không bao giờ bị bỏ. Ai mà đi bỏ người chồng khoan dung, mà ai mà đi bỏ người vợ đảm đang, có đạo đức. Cái đạo đức mình mới tồn tại. Bây giờ bao nhiêu vị ta giảng pháp hay vô cùng luôn, mà tại sao quý Phật tử lại nghe những đức đông? Vì những đức khoan dung và có tình cảm. Hiểu chưa? Sống có tình cảm. Tuy là sống mình nói thật nhưng mà mình lại làm thiệt. Làm thiệt cái gì? Khi mình khổ đau mình giúp nhau. Như trong cái mùa dịch thấy không? Có nhiều người có ai cho mình vô chùa tu, nhưng mà quý vị đến là những đức vẫn là mờ cửa trái tim. Thấy chưa? Rõ ràng, mình thấy rõ ràng đúng không? Đó. Đó là cái đặc biệt đó. Nên con người mình lúc đương thờ mình đến với nhau nó không đặc biệt bằng lúc mà mình hết thờ, lúc mình khổ đau mà mình giúp người ta. Nên con người sống trong cuộc đời này quý vị nhớ, nó có lên voi thì nó có xuống con chó. Chứ làm sao? Mình sống mình đạt nhất trong cuộc đời mình là khi mình lên voi mình đừng quá tự hào, khi mình xuống chó mình cũng bình thường, có sao đâu. Thấy không? Có voi thì mình cỡ voi, không có voi thì cỡ chó. Sợ gì? Đúng không? Quá tự tại. Sống gì thì quá tuyệt vời. Giống như trong số lượng đông người, những đứa khi cùng sống chung với họ bình thường, ăn cơm cùng ngồi ăn chung, đơn giản, hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vô cùng. Có người hỏi nhân đức: thầy, con thấy lần nào thầy ăn cơm toàn là ăn với chúng không? Từ khi là lễ lọc quá đông. Vì quá đông, khi mà mình ngồi ăn cơm người ta đến quá đông, ăn quá được. Với thêm một cái là quá đông người, nó làm cho cái nội bộ mấy cô mình sắp xếp không có được luôn. Tại vì có khi những người ta nghe nhân đức giảng mấy năm giờ mới gặp, nên ta rất là mừng lễ chào thôi, nhưng mà đông quá. Nên những ngày lễ với Quan Âm hay Chủ Nhật, những đức ngồi ăn cơm chung với mấy anh em ở trên khu tăng, ngồi chung với mấy anh em không à, mấy chục anh em đó. Nên từ nơi đó có người hỏi như đức: vì sao thầy không ăn mình? Như đức hỏi ngộ ghê. Tôi dù có ngu gì ngu đi chăng nữa, tôi có không ngu gì ăn mình. Trời ơi, ăn mình nó buồn lắm. Ăn mình giống mình ăn với ma vậy đó. Buồn dữ lắm. Hiểu chưa? Mình ăn gì, ít gì cũng có vài người ăn. Giống ngày xưa dưới quê miền Tây á, Nhữ Đức nói câu này nó thô đơn giản thôi. Nhà xưa nuôi con heo, heo nó ăn nó bỏ ăn hoài. Thấy gì ba Nhữ Đức nói có một con một ăn nó không có ai dành với nó nên nó bỏ ăn nó bệnh. Lâu lớn ba Nhữ Đức mua thêm con nữa, thì đem con về hai con ăn ủi lỡ nhau, cuối cùng mau lớn. Nó mình ăn mình buồn lắm. Mình ăn có chắc dinh dưỡng đâu. Nhưng mà từ khi nhà mình một mình thì mình phải chịu ăn mình. Chứ sao giờ nhà mình thì ăn mình chứ kêu ai vô chợ. Chứ không lẽ giờ mấy bà có mình mấy bà kêu thêm ông lại ăn chung. Nói này có giờ mấy bà làm bậy bạ đây bậy, không có đúng. Ví dụ như giờ chồng đi vắng thì một mình thì ăn mình. Nhưng mà những đứa chỉ mấy cô nè, khi mà mấy cô ở nhà có một mình mà ăn cơm mình á, thì mấy cô á, lấy cái điện thoại bắt những đức giảng lên. Có những đức liền. Hiểu chưa? Mấy cô đâu có cô đơn đâu. Vừa ăn mà vừa nhìn thấy thầy giảng. Nó nhiều cô nói lúc nào thầy cũng ở bên cạnh con. Thấy chưa? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà nó phải biết cách, thì tự nhiên mình cũng vui đặc biệt lắm. Nên thí dụ như mình thì ăn giống hệt mọi người thôi, nó vui, đơn giản bình dị. Nên có nhiều người ta đi đến chùa mình, ta ăn cơm cùng với chúng, ta vui lắm. Hưởng cái cảm giác mà gọi là với nhân sinh với con người, nó ấm áp cõi lòng lắm quý vị. Vì con người mình có lúc này lúc khác, nên mình sống với nhau mà mình thương yêu nhau. Có những lúc mình khó khăn, người ta giúp đỡ mình. Thật sự mà nói,
Con người mà có những lúc mình cũng khó khăn, nên mình phải cần có con người ta giúp đỡ mình, nên mình phải thương yêu nhau, đến với nhau. Vậy thì tự nhiên người ta mới giúp mình chứ, đúng không? À, hãy nhớ nghe. Nên mỗi một người mình nghe vào pháp hiểu rồi, nhất là cái pháp môn niệm Phật này nè. Cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn đặc biệt nè. Đã gặp được pháp môn niệm Phật này là phải nắm cho chắc. Đó. Rồi lay quay còn có, bữa nay 13 còn có 3 ngày nữa à. Lễ Viếng Quan Âm rồi. Bây giờ chuẩn bị cưng, chân cẳng đó, phải không? Chuẩn bị chân cẳng nghe. Chuẩn bị hết, phải không? Rồi bắt đầu thì mình đưa lên lịch đồ cho tập trung người. Ồ, cái cô kia mà bữa nay mà cái đoàn xe cổ nó lên gần 2.000 người vậy ta. Một đoàn mà phải dẫn 2.000 người. Mà trong khi không biết bao nhiêu đoàn xe mà nói mà trước nhất là cái đoàn xe bà đó là dữ nhất. Một đoàn xe bà bữa nay nó lên 2.000 người. Kinh khủng không? Bà dẫn chắc nguyên một cái xã mà. Dẫn dữ dằn thiệt chứ, quý vị thấy kinh khủng không? Nhân Đức nói ai mà có điều kiện nên làm điều đó đi. Tại vì sao? Dẫn người ta đi tu mà. Nhân Đức nói thiệt chứ, nghe vị, dẫn người ta đi nhậu đồ này kia tội, dẫn người ta đi sát sanh tội, dẫn người ta đi ăn chơi đồ phá làng phá xóm tội, nhưng mà dẫn người ta đi tu là có phước chứ sao, thấy không? Đó, còn có 3 ngày nữa, thấy không? 3 ngày nữa tới, Nhân Đức cũng trông mong cho mau tới. Tính mình khi làm cái gì mình muốn làm phước cho rồi. Cái kiểu mà dở ương ương mà còn mấy ngày này nữa cũng lo chờ, bữa nào cũng cứ ông chờ ông cũng đổ từng giọt mưa. Hiểu không? Cái số lượng người ta đông quá mà. Vì đông quá thì thôi để Bồ Tát sắp xếp. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát sắp xếp. Quá đông người ta. Thấy không? Nên tất cả những vị trưởng đoàn nghe, bây giờ là cái này là pháp hội 4 ngày thù thắng. Pháp hội 4 ngày thù thắng. Sắp xếp sao sắp. Sáng 17 xuất hiện liền. Cái 4 ngày nó viên mãn. Chứ sao? Có nghĩa là 4 ngày này là mình chuẩn bị đi nghe. Mỗi người cầm thêm 5 bộ đồ. Chưa có đồ lam ra mua. Đến chi? Mỗi một ngày bận một bộ không giặt luôn. Vì quá đông người, nếu mà mình giặt đồ mình phơ đâu? Rồi nó lộn đồ tùm lum nên mình đem theo 5 bộ, một ngày bận một bộ. Bận xong rồi tắm rồi xong mình cuốn đồ lại, rồi xong mình bỏ vô cái giỏ của mình, một bộ bỏ vô cái bọc buộc chắc lại để một bên. Thì nó đâu có bay mùi ra đâu mà hôi. Phải chuẩn bị nghe. Đó, phải chuẩn bị. Nó tất cả Phật tử khắp nơi nơi bây giờ nghe trực tiếp nè, rồi buổi giảng này nghe nè. Rồi bắt đầu là truyền miệng ra. Rồi số lượng người rất là đông người đi đến đây. Thấy không? Điện thoại đồ cần thiết để ở nhà hết đi. Để mình vừa lại Quan Âm ở đâu đây nó rớt điện thoại xuống mắt làm sao? Thấy không? Rồi dây chuyền vàng vòng để ở nhà hết đi nghe. Còn cầm tiền theo nhiêu thì bỏ thùng tam bảo. Cho nó chắc ăn. Chắc ăn xong rồi. Những chuyện gì cần làm xong hết trơn rồi đó. Rồi bắt đầu là mình sao? Mình lo mình tu 4 ngày, nghiêm mặt không cần lo âu. Hiểu không? Mình nói gia đình mình hết mình đi, chứ này là 4 ngày mà. Pháp hội 4 ngày thù thắng. Nên mấy bé nhỏ nhỏ mười mấy tuổi đồ rủ các bạn đồ vô lễ Quan Âm. Nít thì rủ theo nít, lớn rủ theo lớn, trai rủ con trai. Hiểu không? Mấy bà rủ mấy bà. Rủ đi đến đây lại Quan Âm. Đó. Đi đến đây lại đi cơm nước tôi chuẩn bị sẵn hết rồi. Lo gì? Nghe không? Đó, nên 4 ngày này đặc biệt lắm. Nên mình mong làm sao mà sức khỏe mà hơ hám đồ ngon lành gì nè nghe. Đó, lại cho đặc biệt coi. Vì biết rằng 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe. Mình đem cái công đức này mình cầu an cho người thân là thù thắng. Cầu siêu cho người thân là thù thắng. Cầu cho tất cả đất nước trên thế giới được bình yên. Cái tâm vậy thôi mình có phước lớn chứ sao. Nhiệt tình hết mình luôn.
mình nên làm những việc này đi quý vị. Đây là những việc làm quá ý nghĩa mà. Đó, những người mà mới đi lại lần đầu phát nguyện cho mạnh, con phát nguyện con lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghe không? Dù mệt cỡ nào con cũng lại cho bằng được. Nhớ này, khi lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà mệt nhất luôn, lúc đó trong lòng nói Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con lại hết 500 danh hiệu. Cái tâm đó vừa phát lên một cái thôi là lại ngon lành. Thấy chưa? Lại ngon lành. Cái tâm nó phát cho nó mạnh lên. Vì nhớ cái bữa chùa mới không? Cái bữa đứng gió. Đúng là bữa đó những đức lễ, đúng là kỷ niệm cuộc đời luôn. Lễ say sẩm. Ghê thiệt. Không mà bữa đó những đức cũng cảm ơn mấy cô cầm cái quạt quạt đồ nghe. Nhờ mấy cái quạt đó mà hít được miếng hơ. Không là tiêu. Nó nên chùa mình sau này có thể ví dụ như có những anh chị ca sĩ rồi người ta đến hát mấy anh em trước thời gian, ví dụ như mình hỏi nhạc nhạc gì, nhạc mít nhạc gì, mình chuẩn bị trước rồi thử sẵn đàng hoàng hết trơn, hiểu không? Để anh chị vô hát mình coi người ta hát làm sao để mình bấm sao cho nó phù hợp, mình hỏi người ta chỉ mình. Không, mình đâu có chuyên nghiệp, chùa mình thì chuyên nghiệp niệm Phật thôi. Hiểu không? Để còn cái chuyện hát hò mình không có chuyên nghiệp gì mấy, phải hỏi mấy anh chị ca sĩ ta chỉ với mình. À, thầy đoạn này thầy bấm nè, đúng nè. À, con bước ra, con nói chuyện mấy câu làm sao đó, rồi tới đoạn làm sao. Con nhìn qua thầy là thầy biết, thầy bấm liền. Giữa mình với người ta, giữa âm nhạc cùng với ca sĩ nó phải kết hợp lại là một. Không, giống như mỗi tuần chủ nhật mà cái bài giảng ngắn của Nhân Đức buổi sáng sớm đó là chú Tâm Nguyên phải chuẩn bị sẵn. Rồi bấm cái hình lên sẵn hết đi. Buổi sáng lúc 7 giờ mấy mình chuẩn bị mình coi sẵn hết đi. Coi nó làm sao có ổn định chưa. Rồi tới giờ mà vừa còn 10 phút nữa 8 giờ bấm cái là giảng liền. Tới giờ đó mà chạy lăn xăng. Còn máy quay phim đặt là phải đặt cố định, duy trì y nguyên. Thấy không? Đàng hoàng hết đi. Hoa đồ chuẩn bị có ngay chưa? Bắt cái ông mà niệm Phật trước, ông ngồi đây nè. Ông ngồi đây cho mình đặt máy coi màu mình canh sẵn hết đi. Rồi xong đâu vào đó chân lên mà bấm một cái là vô chương trình. Không có lộn xộn lu bu. À, con người biết lo xa thì không có cái khổ gặng. Phải vậy đó. Cái gì mình không hiểu mình hỏi người ta. Chứ mình đừng có nói mình tự hào. Đấy. Con người hỏi người ta không phải là dạy mà hỏi người ta mới là khôn. Cái gì không hiểu hỏi liền. Mai mốt mình thành kinh nghiệm, chuyên nghiệp luôn, nói chuyện dẫn chứ. Nó nên cô Kim Tho mà cổ hát kỳ này là có chừng ca sĩ người ta đến chùa mình ta hát. Nó hát, rủ đi lại đây hát. Đi rủ đi đây đây hát mai mốt độ ca sĩ. Tu sĩ mà độ ca sĩ là đúng. Hiểu không? Nhớ nè, mà đi đến cái ngôi chùa này là mới là ca sĩ mới đúng bài. Tại vì đúng rõ ràng ra ca sĩ không có hát trước tu sĩ. Mà quý vị đi đến đây là tu sĩ trước ca sĩ sau. Đúng. Vị nhớ cái giáo pháp của Đức Phật là thiết pháp làm chính. Thấy không? Còn lời ca tiếng hát là chỉ phụ sau này thôi. Thì nó đặc biệt về cái tư tưởng của ca sĩ lên luôn á. Còn nếu như mà cái nơi mà toàn bộ là hát trước không, nó không bằng là phải có tu sĩ giảng. À, vì nghe nãy giờ nó có nhiều đạo lý mà quý vị nhận thức được. Nội mà cái việc mà danh lợi cõi đời giành giật được hay không mà giải thích mấy câu đó thôi, quý vị thấy cái vốn đi của quý vị là ngon rồi. Cái vốn này là ngon rồi. Con người mình tự nhiên mình nhẹ nhàng liền vậy đó. Vậy thì bây giờ mấy chục năm cuộc đời mình không phát triển được thì phải làm sao? Làm sao để khai thác được cái danh lợi của cuộc đời mình đây? Tu. Chứ làm sao? Mấy chục năm mình dùng đủ cách không được rồi. Bây giờ mình phải tu. Đó, mình phải tu để khai thác phước duyên lại. Đúng không? Đó. Nên những đức nói với tất cả các anh chị ca sĩ chứ thật sự mà nói quen cái chùa mình là ngon. À, những đức nói ngon thiệt. Ngon chỗ này nè, bây giờ tôi tư vạch ra cho nghe nè. Nếu cha mẹ già mà đủ duyên. Vô đi tôi hộ niệm cho. Cái này là đẹp nhất trong cuộc đời. Vị nhớ nè, đời của chúng ta làm con, trong kinh Du Lan Phật nói rằng dù cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả ơn được cho cha mẹ.
Chứ đừng có nói cái chuyện mà chúng ta lo cho cơm ăn áo bằng, nhà cao cửa rộng chưa đủ đâu. Cái tâm mình chưa báo hiếu được bằng tâm với cha mẹ đâu. Như vậy nên mình phải làm sao mình kết được một cái duyên, một ngôi chùa mà nuôi nhiều người già. Vì sao nhiều người già có thể giúp được cha mẹ già? Vì già với già nó cùng tần số. Nên mình dẫn cha mẹ già đến gặp nhiều người già, người ta sẽ kết với nhau. Hiểu chưa? Để cho bà già này, bà giảng cho bà già kia nghe. Có khi mình giảng mà bà già cái báo nghe, nhưng mà mấy bà già trong chùa, bà giảng cho bà già này nghe, bà già này bà nghe. Mình dùng bà già để giảng cho bà già. Đó. Nên chùa mình vì sao mà con nít, câu con nít đông ghê, con nít không? Con nít rất là đông, chút nó vô nó nghe hát nè. Đó, nít rất là đông, mà ngoan dễ thương nữa. Rồi nữ thì câu nữ, thấy chưa? Chùa mình gái cũng nhiều, gái trẻ cũng nhiều đúng không? Đó, xôn xôn, câu xôn xôn. Đó đây xôn xôn quá trời đông nè, thấy chưa? Còn già, già câu già. Đó. Nên những đức nói còn một mảng nữa mà câu nè. Bi đi, câu bi đi. Nhớ nè, đã là con người rồi thì dù cho là mình cái nghiệp gì nhưng cũng phải tu. Chúng ta không có cười chê ai hết á, chỉ cần có đạo đức thì là tu. Có anh kia gặp những đứa hỏi một câu, dạ thưa thầy, con xăm mình, nhiều người nói con xăm mình là xấu. Theo thầy cho con một cái góc độ xăm mình có xấu không thầy? Những đứa nói xăm mình không phải là xấu. Có những người không xăm mình mà vẫn ác, vẫn xấu. Còn có những người xăm mình mà người ta lại hiếu thảo với cha mẹ người ta làm sao? Người ta xăm mình là theo cái mốt người ta thích. Nó thích thời trang vậy, nó thích làm vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà cái ý thích này thì cái người mà hiểu biết về Phật Pháp đừng có làm. Còn lỡ dính rồi thôi. Tại vì mình xăm mình là mình đang tỏ một cái thái độ cho người ta nhìn thấy mình. Thí dụ như mình không có giữ nhưng mà mình đi làm cho người ta thấy mình giữ. Tại vì người ta tưởng đó mình xăm mình là dân ăn chơi. Còn mình ăn chơi thì không cần để ý những chi chuyện đó. Mình chỉ cần chơi là người ta biết mình có ăn chơi hay không à. Chứ cần gì xăm mình. Hiểu chưa? Này là rõ ràng luôn, không nhất thiết phải xăm mình. Nhớ, xăm mình không phải là xấu, mà vì cái hình thức đó mình làm cho người ta tránh xa mình. Ta tưởng đâu mình ăn chơi. Bây giờ ví dụ như cái tay những đứa gì, tự nhiên những đứa xăm con thỏ. Nói thật á, xăm thầy kỳ. Con cọp con hổ gì không xăm, xăm con thỏ thầy tù nhát lắm. Xăm con cọp tôi đánh nó mồ luôn. Xăm con thỏ, ý tôi nói là tôi thích xăm mình, nhưng mà tôi báo cho mấy anh biết là tôi nhát lắm á. Xăm con thỏ chơi vậy đó, được không? Nên từ nơi đó mà xăm lên thì tự nhiên nhìn mình nó, người ta đánh giá mình chút thôi. Chứ xăm mình không phải là xấu. Xăm mình vẫn làm người tốt được, và xăm mình vẫn đi tu được, và xăm mình vẫn là cầu giải thoát được, không có sao. Nhưng mà không nhất thiết phải xăm mình thì nó càng tốt hơn. Giống không? Giống như vô chùa mình tu có con bé, nó xăm hoa gì, nó xăm tùm lum tay chân đó, xong nó vô nó tục. Và thêm cái đầu nó có cái thẹo nữa. Mới nhìn tưởng non nhỏ này ngoài đời chắc là giang hồ chính nữ. Ghê quá. Nhưng mà nói chuyện hiền khô à. Rồi xong rồi nó nghe như Đức giảng, nó nói công nhận thầy giảng đúng thiệt. Bây giờ con vô con tu, nhiều người cứ nhìn ngó con, nói con là chắc ăn chơi. Cái nó ăn chơi kệ mồ, như Đức cũng ăn chơi. Tu rồi tu à. Vậy con xin thầy là con vô đây ở, thầy có cho ở không? Cho chứ. Chùa là tổ ấm ta về mà. Tao mà không cho. Dù ngoài đời sao kệ quý vị, vì vô đây tu là có ra quy tắc rồi tu thôi. Hiểu không? Là thầy cứ vô tu nó có gì đâu. Đúng không? Từ nơi đó mà những đứa nói rằng những cái điều mà các cháu nhỏ nhỏ nó ngồi nó nghe mình giảng nó hiểu thêm. Trai đồ cũng hiểu thêm. Nó, mình á, hiểu biết mình muốn sành điệu thì đó là cái hành động của mình thôi. Chứ nó không phải là tỏ một cái hình thức gì bên ngoài quá đáng đâu, không cần thiết. Các con chỉ cần có đạo đức, các con sống thật, sống đúng với lương tâm các con. Rồi mình nói lời mình phải làm chân thật thì người ta kính mình. Ta kính mình liền vậy thôi. Nó không cần cái thái độ bên ngoài hình thức dữ quá đâu các con à. Những đức thấy rõ ràng, như những đức cũng đơn giản, người ta thương những đức người ta vẫn thương, người ta kính người ta vẫn kính chứ có gì đâu. Đây là thấy rõ ràng. Nhìn những đức đây có con nào đâu, có xăm con nào đâu.
Thấy không? Vậy mà người ta vẫn kính, người ta vẫn quý thôi, đúng không? Nên từ nơi đó mà tất cả các cháu nó về chùa nó nghe gì nè, nó nhận thức được cái tư tưởng hay đó. Nên quý vị về đây tuần nào cũng nghe những đức giảng hết trơn á, mà tuần này là những đức hơi nghiêng về ca sĩ nha. Giảng nãy giờ tôi nghiêng về ca sĩ nhiều lắm á, chứ không giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó mà thật sự cuộc đời mình đi tu, bây giờ mình cũng sức ảnh hưởng cũng lớn với công chúng. Mình mong rằng là cái duyên của mình nó cũng giúp được nhiều người thêm nữa. Vì cuộc đời con người ai cũng sẽ già quý vị à. Dù có tiếng tâm gì hay là đẹp gì hay là hoa hậu gì đi chăng, nhưng một ngày nào mình cũng già thôi chị ơi. Thật sự ngày nào cũng già thôi. Đó. Nên những đức nói rằng là mình đã đi lên được thì mình chuẩn bị con đường mình đi xuống lại. Khỏi ai xô mình xuống, mình tự đi xuống à. Thấy không? Mình tự đi xuống thôi. Nó cái đó là người cực kỳ khôn. Nên những đức á, bây giờ cũng có tiếng, những đức luôn luôn nói rằng mai mốt nếu tôi không còn gì tất cả thì tôi phải sống cho tốt, tôi chuẩn bị con đường đi xuống. Nhớ cái danh lợi trong cuộc đời này giống như một con diều bay lên vậy đó. Đến khi một ngày nào nó bay lên đến lúc nó phải hạ, tự hạ cánh thôi, thì chúng ta là sống làm sao mà mình lên được mà mình đi xuống được. Không khỏi cần ai xô đẩy mình xuống làm chi, mình tự biết mình đi xuống lại thôi. Hiểu không? Đó là đặc biệt nhất. Nhưng mà nhớ là những cái đơn giản bình dị nhất trong cuộc đời con người là được quý trọng nhất, chắc chắn 100% luôn. Nên các anh chị ca sĩ dù có nổi tiếng cỡ nào, hãy làm một con người đơn giản bình dị đi. Người ta đến người ta xin mình một cái chữ ký bằng một cái tình thương mến thương, mình ký một cái tên chứ. Hồi xưa Như Đức trên thành phố có một lần Như Đức đi vào trong trống đồng đi coi hát trống đồng mà đường Mạng tháng 8, xong rồi coi hát rồi gần công viên Tao Đàn, ca sĩ đi ra cái thấy Như Đức thì từ xưa giờ mình ít học mà mình không có cái chuyện mà màu mè cái chuyện mà xin chữ ký. Mình chữ ký mình còn chưa biết ký mình xin ai. Tôi không xin ai chứ mà chạy theo coi chơi vậy đó. Thấy người ta chạy theo ca sĩ quá mình cũng chạy theo, mình coi coi nó làm gì chạy theo dữ. Mình thấy người ta chạy theo, người ta xin chữ ký quá trời. Có nhiều người cũng nổi tiếng mà thấy những cái hành động của họ không được đẹp gì mấy. Mình nhìn từ đó, mình hồi xưa cách nay gần 20 năm thì Đức vẫn ấn tượng là thấy hành động không đặc biệt, có nghĩa là không đặc biệt đẹp. Giống như mình có tiếng tâm nổi tiếng cỡ nào, nhưng mà mình đối với con người phải đừng bao giờ nghĩ rằng một cái con người này bình thường. Có khi một con người bình thường đó mà cương vị họ không bình thường đâu. Chúng ta đừng nhìn người qua hình tướng. Có những hình tướng một con người quý vị thấy họ rất nghèo, nhưng họ không có nghèo đâu quý vị. Có những con người quý vị nhìn họ rất giàu, nhưng họ chưa chắc giàu đâu. Nó thật luôn á, trong chùa nó thấy luôn nè. Ngày xưa nhà Đức mới đi xuống đây á, có khi nhà Đức không có tiền vậy á. Hồi xưa mới xuống đây không có tiền. Vậy mà nhà Đức gặp người già là đủ duyên, nhà Đức nói chuyện hết lòng, chơi các cụ ngồi dưới đất cũng chơi chung. Nhưng mà có nhiều bà già lạ quắc lạ quơ cầm tiền đến đưa những đức. Mà những đức còn nói câu nói thôi cụ ơi, cụ để dành tiền xài đi cụ. Cụ khổ quá mà cụ đưa tiền con làm gì. Nó không, tôi đưa cho chú lo cho mấy bà già. Nhận đi. Xong nói dạ. Mình nghĩ trong bụng mình nghe, mình là phàm phu nghe. Trong bụng mình nói rằng chắc bà cụ này chắc đi bán giấy số hay đi lặt rau vậy nè. Rồi chắc là đây cũng là tiền lẻ rồi thôi, chứ ngoài ra thì chút ít vậy thôi. Mình nghĩ vậy rồi mình cầm lên. Mình là tâm phàm phu quý vị. Nó vẫn có cái nghĩ gì đó quý vị. Đây là mình nói thật lòng mình luôn. Nhưng mà mình được có cái là mình tiếp bả, mình không có bao giờ tránh xa. Chứ không phải là mình thấy cái người này giàu mình chạy theo, mà người nghèo mình không tiếp. Phải chi mà Như Đức không tiếp người nghèo là Như Đức bỏ qua những số tiền lớn thôi. Không ngờ luôn trời. Nó gọi đây là không biết ai luôn. Mà lúc đó mình lúc mà khổ nhất luôn mà ta đưa tiền mình vậy mừng lắm quý vị ơi. Tại vì mình nuôi các cụ mà đang thiếu thốn, mới xuống đây còn khó khăn ghê. Xong quý vị biết rằng là bước ra thấy đi đóng tiêu, trời sao già mà đi nhanh dữ. Chắc Quan Âm Bồ Tát lỡ sao rồi xong biến mất tiêu. Nó thật lòng luôn, nhiều lần lắm. Cứ là gì có tiền xài được một tuần xong dư tiền làm tượng Phật tặng ta. Mà những đức thì cái tính kỳ lắm, tính y gan ngoài đời à. Nghèo vậy chứ có tiền là xạo lắm, xài ghê lắm. Vừa có tiền cái là các cụ biết liền à, nấu lẩu ăn đi. À vậy đó.
làm tới có nhiều người bên cạnh nói trời ơi có chút ít tiền xài từ từ không ơi ông, nói ít tiền mà xài từ từ rồi biết chừng nào mà có cơ hội xài. Ít tiền gì, mình có tiền mình phải xài để mình biết mình có tiền mình xài được. Còn nếu như ít tiền mà xài từ từ thì cả đời cũng không có cửa xài tiền nữa. Xài đại đi mai không có tính sao. Không mà người miền Tây người ta chơi vậy đó nghe quý vị. Ba nhà Đức ngày xưa ngoài đời nghe, ổng không biết tu đâu. Bữa nay đám dỗ ổng nè quý vị. Ngày 13 tháng 6 là đám dỗ, mỗi năm là đám dỗ ổng, còn ngày 23 là đám dỗ mẹ. Bữa nay đám dỗ ông cụ, hồi sáng có một mâm cơm mà Nhật Đức cũng chưa qua thắp nhang. Nhật Đức nghĩ rằng là thôi ông về cực lạc mất tiêu đi chứ. Nhang khói gì nữa. Hiểu không? Ta đem cái tấm lòng mà bản thân của tôi có đây, cũng có của ông, có của bà. Bây giờ tôi đem cái bản thân thì tôi phục vụ mọi người, thì tôi hồi sáng tôi giảng, tôi hồi hướng với ông bà. Thì ông bà siêu thoát đi. Hiểu không? Còn bận quá, không thắp nhang được, mà ai mà ăn nhang làm chi? Hiểu chưa? Ăn thì ăn pháp chứ ăn nhang làm gì nó mệt thiệt. Hiểu chưa? Nó nên ông siêu thoát mất tiêu rồi. Mình tu mình hồi hướng cho ông. Đó. Cái thật chắc đi quý vị, thật chắc đi nghe. Vậy mà ông lúc còn sống nha quý vị, tội nghèo. Nhà đúng có con gà mái. Nó đẻ trứng mỗi ngày lấy cái trứng khù quẹt ăn chứ. Tội ơi, vậy mà bạn bè ông đến lôi gà mái bằng thịt. Bằng thịt gà mái luôn. Xong á, bả thì bà để lên miếng để cho các con ăn. Ông kêu đem mồi ra. Bả biết sao, nhà Đức thấy bả mới làm nè. Mồi, mồi. Bạn bè ăn hết trơn, chậu là trời, vợ con gì đâu mà không có miếng xương. Lụm sạch nhách hết trơn, mấy ông nhậu mà xương nó cũng cắn. Kinh khủng, vớt con gà mái luôn. Bữa sau ông nói, lấy cái trứng gà kho ăn coi, ông nói, trứng đầu trứng. Qua bằng thịt con gà mái mất tiêu mà trứng đâu mà trứng. Nghèo mà chơi ghê không? Bởi vì nghèo hoài luôn. Tới đời của Nhật Đức nó khác lại. Nhìn từ ông Nhật Đức khác lại. Nhật Đức nói nếu tôi ở ngoài đời mà tôi đi có vợ nghe, tôi nhậu với bạn thì nhất định đồ ăn tôi để cho vợ tôi phải 5 phần, bạn 5 phần là đẹp lắm rồi đó. Bạn hỏi ủa sao anh chơi thấy không ngon nghe. Ngon cái gì? Tao chơi ngon với mày, mai mốt mày về nhà mày còn vợ tao nó mới sống với tao chứ. Hiểu chưa? Mày đâu mày đến đây mà bây giờ bạn bè ở xa đến mà tôi cho mày 5 phần là cũng dữ lắm mà, ngang với vợ tao. Chứ mày chơi hơn vợ vậy là con không có được. Đó là quá uy tín rồi đó. Vợ 5, bạn 5. Cái đó là quá đẹp rồi đúng không? Còn ông già ông chơi luôn 100%. Ông chơi ngon quá nhưng mà về bị bà cằn nhằn. Nên tôi kinh nghiệm sau này tôi ở ngoài đời nghe. Tôi mà có gia đình là tôi không bao giờ tôi để cằn nhằn kiểu đó được. Hiểu không? Nói dụ như những Đức lo cho các cô trong chùa, những Đức lo lúc nào cũng đầy đủ hơn cái người ta vô trong chùa. Tại vì sao? Họ bên cạnh mình, họ là người hy sinh đi theo mình. Người thân bên cạnh mình là ở bên cạnh mình, vợ bên cạnh, chồng bên cạnh là phải hơn tất cả người khác. Hiểu không? Đối với cha mẹ là tăng hơn vợ chồng luôn. Vì cha mẹ là đỉnh cao hơn. Còn đối với bạn bè là phải dữ lắm là cũng ngang với vợ chồng, chứ không có cho lướt qua qua. Vậy thì cái lối sống gì đó nó được hết mọi mặt. Được hết mọi mặt. À, mình chơi dữ quá, mình nghèo quá, vợ mình khổ, chồng mình khổ, không có được. Khổ quá sao mà được? Người ta đi theo mình phải làm sao lo cho người ta hạnh phúc chứ. Thì người ta mới cảm mến mình. Thấy người đàn ông vậy mới là đôi vai to. Để cho ta nương tựa. Không? Đó, ở đây mà chùa mình cả 100 cô đi tu, mà đi với những đức ở đây mà cùng nuôi người già, là họ nương tựa mình phải lo cho hết lòng hết dạ chứ. Nên cô nào vô đây tu cũng là không bao giờ ốm. Bèo bèo cũng 60. Không có ốm, ăn uống đầy đủ đúng không? Những đức từng nói mấy cô mình á, là đi tu mình tu dở nhưng đừng có thiếu thịt. Mình đi tu mà mình ốm quá, người ta tưởng là mình ăn chay khổ, người ta không chịu tu.
Nên dụ như hoa hậu rồi thì người ta dưỡng. Tụi mình đi tu mình dưỡng chi? Mình ăn cho thả ga thoải mái, hiểu không? Mình đâu có cần dáng dốc gì nhiều à, mình chỉ cần bánh ú bánh tét là được rồi. Thấy chưa, dễ độ sanh hơn. Người ta nói ăn chay thiếu chất dinh dưỡng, mình có da có thịt mà thiếu chất gì. Nhưng những đức nói cả người mẫu hay hoa hậu những gì mà ốm quá cũng sống, cỡ nào cỡ cũng phải có thịt thà một chút. Ốm nhiều ốm nhách là nó xấu á chàng, ghê lắm, xương sọ không à. Giống như cái nhà mới cắt lên mà toàn là xương không sao đẹp bằng mình tô xi măng đồ vô. Nên con người dù cỡ nào thì cỡ nhưng mà phải có thịt thà một chút. Phụ nữ mà thiếu thịt thà quá bèo lắm. Nên cái góc độ nhìn người đẹp đó, cái người tu nó góc độ sâu. Còn cái góc độ nhìn người đẹp của nước ngoài mà người mẫu hoa hậu nước ngoài nó ốm kỳ lắm, mình nhìn mình sợ tới mồ. Cô chỏ nó mà chọt mình cái dám lòi con mắt mà chết. Tại vì nó ốm quá. Không, cái này là không có đẹp mà cái này là tệ lắm, kỳ quá. Nên cái góc độ người nước ngoài người ta nhìn đẹp không đạt bằng người Việt Nam. Những đức nói người mẫu hoa hậu Việt Nam đẹp hơn hoa hậu người mẫu nước ngoài. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà tu góc độ nó nhìn đẹp, nó nhìn ra được chứ giỡn đâu. Đó, nên mỗi một người mình phải thấy nghe, quý vị nghe những đức chia sẻ học pháp đó, nó đơn giản đúng không? Nhưng mà nó làm bị vui đó. Quý vị công nhận rằng cái cuộc đời của mình quan trọng nhất là cái gì? Vui. Trời ơi, quan trọng là vui thôi, hiểu không? Nhưng nhớ nè, có những niềm vui mà như con thiêu thân đi vào lửa, và có những niềm vui mà chúng ta vui cả đời và cuối đời về cực lạc Tây Phương. Bây giờ ăn chơi nhậu nhẹt vũ trường quán bar cũng là vui vậy. Có những người người ta chơi thuốc lắc hút chích người ta cũng là vui vậy. Nhưng mà niềm vui đó là như con thiêu thân nhủi đầu vào lửa để hủy hoại cuộc đời của mình đi vào tam đồ ác đạo. Nhưng chúng ta vui trong cái pháp vị, vui trong cái đạo đức làm người, vui trong một cái sự chân thật nhiệt tình giữa con người đến với con người. Và chúng ta có niệm Phật, chúng ta có một phương hướng đi về. Vì cuộc đời con người ai cũng một ngày nào đó cũng sẽ ra đi, cát bụi trả gì cho cát bụi. Nhưng nó còn lại cái linh thức là chúng ta phải hướng về đâu. Nếu như chúng ta mỗi ngày chỉ là gầy dựng cái cảnh giới mình đang sống mà không gầy dựng cái nội tâm giải thoát, vậy thì quý vị thiếu, cực kỳ thiếu, cực kỳ thiếu luôn. Nhớ, ví dụ như một người phụ nữ này mình muốn mình trẻ đẹp lâu, quý vị nhớ phải dưỡng tâm là mạnh nhất. Dưỡng bên ngoài nó chỉ ưu thế 40%, dưỡng tâm nó cao độ tới 60%. Vì trong nhà Phật có câu nói rằng tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái tâm mình nó hiện tướng đó quý vị à. Nhà Đức ngày xưa hô xấu cỡ nào mà bây giờ còn coi được. Thấy chưa, từ tâm nó vui nó hiện tướng đó. Đó có duyên rõ ràng mà Nên từ nơi đó mà chúng ta quý vị thấy là nuôi dưỡng cái tâm giải thoát nó quan trọng chưa, cực kỳ quan trọng. Vì nuôi dưỡng cái tâm giải thoát bằng cách nào? Đi đứng nằm ngồi cứ sao, thí dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng rồi, ngồi trên xe đồ này kia, đồ đi hát đi về đồ nghe. Bắt đầu trên đoạn đường mình đi hát, mình cứ ngồi trên xe. Một là bắt pháp, hai là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ nè, sự thành công của chúng ta phải cần có Phật Bồ Tát gia trì. Bồ Tát gia trì, nó giỡn đâu nghe. Nó cái anh chàng mà bị trôi dưới biển 3 ngày 3 đêm nói bị coi, anh niệm một câu Nam Mô với Đà Phật mà anh sống đó. Kinh chưa? Từ nơi đó phải niệm Phật chứ à. Bây giờ quý vị nghĩ đi, từ bên đó những đứa qua đây giảng, những đứa chuẩn bị cái gì? Chỉ có đọc đề tài thôi, chứ những đứa có viết cái gì? Trong khi một ngày những đứa giảng 3-4 buổi, những đứa viết sao kịp. Nhưng mà những đứa lên giảng bị nghe được rõ ràng. Mà nhiều người người ta mắc đi tiểu, người ta không dám đi.
này mới kinh nè, giảng đến mức mà khỏi đi tiểu luôn. Phải không? Bây giờ mấy cô ngồi lâu vậy có khi cũng mắc vệ sinh, nhưng mà không dám đứng đi luôn. Không phải không dám mà là không muốn đi luôn. Đó, cái này mới đạt nè, thấy chưa? Giả mà con nít nhỏ xíu ngồi ngủ ngon lành. Thấy chưa? Đúng là quá đạt đúng không? Nguyên một hội chúng vậy thấy. Bây giờ 10 giờ rồi đó. Thì tiếng rưỡi rồi đó. Nên chị Kim Tho thấy không? Một bài hát chị vài phút mà những đức làm tiếng rưỡi. Bây giờ lâu lâu chị mở cái la xô mà dễ dùng tới tiếng ngữ dữ vậy. Dài quá, la xô mà tiếng ngữ là dữ lắm. Nó phải mời thêm nhiều ca sĩ kết hợp nó làm cái la xô của chị được. Cái này dài bài hát thôi, anh chị hát 4 bài thì cho nó nửa tiếng đi. Dòng do nói chuyện vài câu với Phật tử rồi. Tình thương mến thương. Cho nửa tiếng hồ đúng không? Nên bữa nay nhà Đức này giảng tới 10 giờ. Xong rồi bắt đầu là... Kim Tho với anh Phú Quý thấy không? Sẽ hát. Rồi xong rồi chúng ta ra phóng sanh cũng đi thực luôn á. Chương trình bữa nay vậy đó. Không, bữa nay làm như có hoa hậu đến chờ mát nha. Ngoài bữa nắng lắm mấy vị ơi. Hôm nay chờ mát luôn từ sáng giờ. Này chắc cũng hay. Không, ví dụ như đơn giản bình dị nó phù hợp với chùa mình thấy không? Thấy nãy nhà Đức thấy Kim Tho đi vòng vòng đi đưa người ta ra tới ngoài đường. Rồi thấy đơn giản đi ngoài mưa. Đó là một cái nếp sống đặc biệt của người miền Tây mình, đơn giản bình dị. Dù danh tiếng mình sao không biết nhưng mà mình sống vậy đi là người ta thấy thương mình dữ lắm. Thấy quý mến mình, kết mình à, không nói vòng vo chứ. Lên hát là ủng hộ và tinh thần, vỗ tay ầm ầm.